Trong một nghiên cứu được công bố ngày 9 tháng 11 của Climate Action Tracker, gọi tắt là CAT, tổ chức phân tích về khí hậu uy tín hàng đầu thế giới, nhiệt độ trái đất sẽ tăng thêm 2,4 độ C vào cuối thế kỷ này, bất chấp các cam kết giảm phát thải của các quốc gia tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26. Dự báo của Kết được đưa ra trên cơ sở các mục tiêu ngắn hạn trong thập kỷ tới mà các quốc gia đã cam kết vượt xa giới hạn 2 độ C theo Hiệp định Paris và mức an toàn 1,5 độ C mà các cuộc đàm phán tại COP26 đang hướng tới. Với mức gia tăng nhiệt độ 2,4 độ C, các hiện tượng thời tiết cực đoan như nước biển dân, hạn hán, lũ lụt, sóng nhiệt và bão lớn sẽ diễn ra trên diện rộng, gây nên tác động tàn phá trên toàn cầu. Dự báo trên cũng hoàn toàn trái ngược với những ước tính lạc quan được công bố vào tuần trước rằng mức tăng nhiệt độ trái đất có thể giữ ở ngưỡng 1,9 độ C hoặc 1,8 độ C nhờ các cam kết được công bố tại các cuộc đàm phán ở hội nghị COP26, hiện đã bước sang tuần thứ hai và dự kiến kết thúc vào cuối tuần này. Tuy nhiên, những ước tính này dựa vào các mục tiêu dài hạn của các quốc gia, gồm Ấn Độ, quốc gia phát thải lớn thứ ba trên thế giới, đang hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2070.